thứ nhất là rửa bùn, thứ hai là đi câu nồi nước, hoặc là chúng ta có thể là đi rừng làm rẫy. Chứ còn này thì là chống thấm nước tuyệt đối. Đây em rửa cho bác xem nhé. Chất liệu của nó là bằng cao su lon các bạn nhé, cao su lon. Thế độ dày của nó là 0,85 mm. Bên em có hai loại, một loại dày 0,85 mm và một loại dày 1,05 mm. Cỡ sai thì nó từ 39, cỡ sai là từ 39 đến 43. Liên kết có chống trơn các bạn nhé, để chống trơn này. Các bác xem này, giữa phần tiếp giáp giữa ủng và quần này được nối liền chống thấm. Các bác lưu ý là cái phần giữa tiếp giáp giữa cao su này, cao su của chiếc cạp, đây cao su ở dưới này, cạp ở trên này, được may bằng một lớp vải dù nhé. Lớp vải dù và thoáng này, có lỗ này. Đấy, lớp vải dù này là có hai lớp, lớp trong lớp ngoài, rất thoáng. Và trên này là chun qua này, cạp là chun nhé, chun to, chun nó rơi vào tầm khoảng 2,5 đến 3 phân gì đó. Có dây rút các bác nhé, bác làm to thì có thể là dùng dây rút này, nhưng mà còn bác có thể rút buộc lại này. Và mỗi một bộ là có thêm ba bình như này, mỗi một bộ là có thêm một lỗ keo, thêm một lỗ keo và thêm một miếng dán để xúc cua. Ví dụ trong quá trình chúng ta dùng thì không may chúng ta va chạm vào sắt hoặc có đinh thì nó bị thủng, thì chúng ta có thể dùng cái này dán vào. Thế một miếng dán này chúng ta có thể cắt ra tùy theo cái diện tích bị rách hoặc bị thủng, chúng ta dán vào. Cái này tầm khoảng 5-7 lần thì chúng ta vá giống như vá xong xe thôi. Và bây giờ em sẽ mặc cho bác xem nhé, em mặc thử. Đây là size 39, chắc em chỉ đi tầm 39 thôi. Nhưng em đi 39 thì hơi chật, chắc em phải đi tầm 40, hơi chật một chút. Vừa vặn. Các bạn lưu ý là bụng nào ba, bụng nào các bạn nào mà bé quá này, chúng ta rút lại này, rút được buộc lại này. Ok. Thoải mái quá, thoải mái co giãn nhá. Thoải mái và các bạn lưu ý này. Đây là lớp vải dù này, lớp vải dù có lỗ thoáng này. Và ở trong này các bạn lưu ý nhá. Ở trong này là sẽ có một lớp vải, có một lớp vải, chúng ta mặc cái lớp vải này thì nó không bị dính. Đấy, không bị dính vào quần, không bị dính vào người. Đây lớp vải này, lớp vải mềm của anh nhé. Đấy, có những cái nó là lớp vải mềm, có những cái là lớp vải dệt kim mỏng. Cho nên là chúng ta mặc không bị dính. Nếu như mà toàn bộ là cao su như mặt ngoài này thì khi mặc vào trong nó ra một hôi dính, nhưng cái này sẽ không dính các bạn nhé. Đây phần khâu tiếp giáp này rất chắc chắn đấy. Đây dây chu này, chu này. Thoải mái, các bác thoải mái co giãn. Em mặc bộ này thì cảm giác nó ôm mà cảm giác nó chắc chắn. Và cái này là rất thoáng này, cái phần này các bác lưu ý, đây là phần này là rất thoáng này. Phần khí này, cái phần vải dù có lỗ. Các bác nào có nhu cầu
cầu liên hệ 0989986934. Em xin hỏi tập quốc cho các bác. Đây em quay đằng sau cho các bác xem. Trông cũng quách các bác nhỉ. Em bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhé. Em xin hỏi tập quốc. Các bác nhận hàng, kiểm hàng. Các bác kiểm hàng đúng như mẫu. Nhận hàng kiểm hàng. Sau đó các bác ok và thanh toán, nếu như không ok thì các bác hoàn lại cho em, không mất phí. Vâng, em chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu liên hệ bên em 0989986934. Mỗi một chiếc quần nền ủng bên em sẽ tặng quý khách hàng một miếng vá và một tip. Đây. Một tip vá luôn này. Đủ một bộ cho các bác nhé. Vâng, em cảm ơn các bác đã theo dõi video.